Sau thời gian chờ đợi, tập đầu tiên của Rap Việt mùa 2 đã chính thức lên sóng tối 16 tháng 10 năm 2021. Ngay từ những giây phút mở đầu, khán giả đã vô cùng bất ngờ với màn hoán đổi ghế nóng ngoạn mục. Theo đó, nam rapper LK thay vì ngồi ghế huấn luyện viên thay cho vị trí Suboy như dự đoán, thì lại trở thành giám khảo cùng Justity. Thay vào đó, Ramnastic lại gia nhập bộ tứ quyền lực cùng Binzy, Garrick và Wawi. MC Trấn Thành cũng xuất hiện với diện mạo khác lạ, tóc dài, để trâu khiến khán giả vô cùng ấn tượng. Đáng nói chỉ sau vài tiết mục, Thành Cry, biệt danh mà khán giả đặt cho Trấn Thành đã nhanh chóng trở lại trước sự xuất hiện của thí sinh Mai Ngô. Ngay từ khi xuất hiện, chàng rapper sinh năm 2002 đã khiến cho cả phim trường phải nghẹn ngào cảm xúc với bản rap, không phải tại nó, dựa trên nhân vật cậu bé mồ côi bán vé mà mình đã từng gặp gỡ. Dù còn rất trẻ, nhưng Mai Ngô đã thành công khi dẫn dắt cảm xúc người nghe vào câu chuyện của mình trong bài rap và được cả Ramnastic cùng Binzy lựa chọn. Justity đã phải thốt lên. Da gà anh nổi hết cả lên khi anh nghe từng dòng flow của em và từng cái lyric, tức là lời bài hát, em đặt vào, thật sự nó chảy thẳng vào tim anh. LK cũng đầy xúc động tiếp lời. Hôm nay ở trên sân khấu này, anh không nghiêng về mặt kỹ năng để anh nghe nữa, mà nó cứ như dẫn dắt anh vào câu chuyện mà em kể. Tất cả những cảm xúc em dồn nén vào đó được bùng nổ trên sân khấu của Rap Việt mùa 2 năm nay. Đặc biệt, Mai Ngô đã có những chia sẻ đầy xúc động về cha của mình. Anh cho biết khi còn nhỏ, cha luôn định hướng cho anh có cái nghề ổn định, lo được cho bản thân. Chính vì thế, khi biết con trai theo đuổi âm nhạc, ông đã phản đối quyết liệt. Vào năm học lớp 10, Mai Ngô đã quyết định làm một bài nhạc tặng cha vào dịp sinh nhật ông. Đó cũng là lần duy nhất anh thấy cha khóc. Lắng nghe câu chuyện của Mai Ngô, MC Trấn Thành đã không kìm được nước mắt. Anh chia sẻ, tôi không biết từ bao giờ đàn ông, đặc biệt là ở châu Á, họ rất khó diễn đạt cảm xúc ra bên ngoài. Khi yêu thương, họ thường chọn xu hướng giấu vào trong, toàn làm ngược lại với những cái đáng lẽ mình phải biểu đạt ra. Trấn Thành cũng tiết lộ lần đầu anh thấy cha mình khóc nức nở như đứa trẻ là khi xem phim Bố Già do anh đạo diễn và đóng chính. Nam MC nói, từ hàng ghế khán giả, ông lao ra ôm chặt lấy tôi và khóc. Ông sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nào nữa, tôi tin như vậy. Sau những giây phút lắng động, hai giám khảo Justity và LK đã quyết định cho Mai Ngô về đội Ramnastic.